Gần 11 giờ trưa, nhưng tại khoảng néo từ cột 106 đến 113, hàng chục công nhân của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Việt Trung vẫn đang miệt mài với công việc để sớm hoàn thành việc kéo dây. Nhóm công nhân được chia làm 2 tổ, tổ ở mặt đất thực hiện công việc tời dây cáp, còn tổ làm việc trên cột thực hiện việc căng dây đi khung. Đơn vị thi công đã hoàn thành được 2 khoảng néo là 105 về 106 và 113 về 114. Đang cho triển khai kéo dài khoảng néo 106 về 113 và 114 về 117. Thì cái thời tiết mấy ngày qua là rất là nắng nóng, thì cũng có ảnh hưởng tới cái tiến độ thi công trên công trình. Nhưng mà anh em là cố gắng khắc phục, nói chung là làm thêm giờ để mà đẩy cái tiến độ. Không riêng vị trí nói trên, những ngày này tại các tuyến đường dây qua địa bàn Hà Tĩnh, hàng trăm công nhân, kỹ sư và người lao động của các đơn vị, nhà thầu cũng đang phải đu mình trên độ cao cả 100 mét để lắp khung định vị của đường dây truyền tải. Bên cạnh nắng, mưa thất thường, thì địa hình băng qua nhiều khe suối, đồi núi, đường lớn và các khu dân cư nên quá trình kéo dây tốn nhiều thời gian. Khó khăn nhất là cái công tác kéo dây này là như kiểu là nói chung là quá cả trường ngại vật như là các tường rào này khác đấy, anh em phải cố gắng để túc trực và thì là động viên dân như cái cổ những cái chỗ mà qua đường dây điện này, rồi là qua đường thì tôi phải bắt dân giáo qua hố đập này, anh em phải bơi lội quá rất khó khăn, vừa là nắng nóng này vừa là gió này trên cao ấy, còn địa hình dưới thấp này thì vừa khé suối vừa hô vất vả thế. Đường dây 500 kV mạch 3 qua Hà Tĩnh dài hơn 141 km với 285 móng cột. Đến nay đã có 270 vị trí hoàn thành dựng cột. Kéo dây xong 38 trên 113 khoảng néo. Vượt lên những khó khăn đang gặp phải, hiện chủ đầu tư và các đơn vị thi công đang huy động tối đa nhân lực, máy móc, nỗ lực từng ngày để hoàn thành dự án trước ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đến thời điểm hiện nay thì toàn bộ trên công trường của công ty thì đã huy động là 7 cái máy tơi, 2 chiếc xe cầu và xe bán tải để phục vụ công nhân. Và toàn bộ công nhân trên tuyến là 90 người để đảm nhận hai gói thầu này. Với những người mà để làm được việc trên cao thì đó là sức khỏe là phải tốt. Và lại những cái như là chịu được cái độ cao và lại cái sự lấy của gió. Đường dây 500 kV mạch 3 sau khi hoàn thành sẽ giúp giảm tải và tránh quá tải cho các đường dây 500 kV hiện có, bổ sung công suất từ các nguồn điện khu vực Bắc Trung Bộ ra khu vực miền Bắc mỗi năm trên 20 tỷ kWh điện thương phẩm.